cháu xinh đẹp, lương thiện, sao lại phải chịu khổ như thế này? Bác ước giá như bác gánh thay cho cháu cái kiếp nạn này được. Bà. Thế nào? Dạ vẫn thế ạ. Mời bà. Bà ngồi đi. Cảm ơn bà nhé. Tôi có một chút tạm ứng trước, tiền công của bà chăm sóc cháu. Không không, bà cất tiền đi. Tôi mà nhận tiền của bà thì tôi không còn mặt mũi nào để nhìn cô Phương nữa đâu. Kiều bà, xin bà đừng ngại. Đây là tạm ứng thôi, tiền công của bà. Bà đừng làm như thế. Nếu không có cô Phương thì tôi không chắc còn đến ngày hôm nay nữa. Tức là thế nào? Bà biết Phương à? Ngày hôm đó tôi vừa bị con trai tôi đuổi ra khỏi nhà. Tôi kể cho con bé nghe hết hoàn cảnh của mình. Lúc thì nó biếu tôi ít tiền, lúc thì mua đồ ăn cho tôi, lại còn mua quần áo cho tôi nữa. Bây giờ tôi mà xòe tay cầm cái chỗ tiền này thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn cô Phương nữa. Con bé đã khiến tôi có động lực để sống tiếp. Vì lo cho tôi mà nó đã rước lấy phiền toái vào người. Nhưng nó vẫn không trách tôi lấy nửa lời bà ạ. Tôi hiểu rồi. Bà là người tốt. Bà bỏ tiền chữa bệnh cho cô Phương. Còn tôi, ngoài chăm sóc cho cô ấy, tôi chả làm được gì nhiều. Bà đừng có nói thế. Ở đời có nhiều thứ còn quý giá hơn tiền bạc cơ. Như tình cảm của bà và Phương ấy.